Kính thưa quý vị, việc mua bán xe máy cũ rất đơn giản và hiện nay ngày càng diễn ra phổ biến mà quý vị thường biết đến với thuật ngữ sang tên xe máy. Tuy nhiên, những giấy tờ cần có phục vụ cho việc sang tên xe máy thì không phải ai cũng làm rõ. Vậy, trong video ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ cung cấp tới quý vị những kiến thức pháp lý cơ bản về việc sang tên xe máy cần những giấy tờ gì, cập nhật mới nhất năm 2022. Video sau đây sẽ được chia thành 3 nội dung chính. Thứ nhất, sang tên xe máy là gì? Thứ hai, sang tên xe máy cần những giấy tờ gì? Và thứ ba, những câu hỏi thường gặp. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, sang tên xe máy là gì? Sang tên xe máy là việc chuyển quyền sở hữu xe do mua bán tặng cho thừa kế từ bên chuyển quyền sang bên nhận quyền. Đây là quy định bắt buộc của luật nhằm đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ về sau của các bên sau khi chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất việc chuyển quyền theo đúng quy định của pháp luật, bên nhận chuyển nhượng sẽ có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản xe đã được pháp luật công nhận hợp pháp. Phần 2. Sang tên xe máy cần những giấy tờ gì? Thứ nhất, trường hợp sang tên xe máy trong cùng một tỉnh. Theo Điều 11 Thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an quy định, khi mua bán xe máy cũ, tổ chức cá nhân muốn đăng ký sang tên xe trong cùng một tỉnh thì phải nộp một bộ hồ sơ bao gồm giấy khai đăng ký xe theo mẫu, thứ hai, giấy chứng nhận đăng ký xe, thứ ba, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như là giấy mua bán xe hay còn gọi là hợp đồng mua bán xe máy cũ được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Thứ tư, chứng từ lệ phí trước bạ là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc xét qua kho bạc nhà nước có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, khi đến làm thủ tục đăng ký sang tên xe thì quý vị cần phải xuất trình một trong những giấy tờ sau đây. Thứ nhất, chứng minh nhân dân trong trường hợp chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu. Thứ hai, giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan đơn vị công tác kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trường hợp không có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị công tác. Thứ ba, thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện, giấy giới thiệu của nhà trường. Thứ hai, trường hợp sang tên xe máy khác tỉnh. Hiện nay, việc mua bán xe máy cũ khác tỉnh không còn là vấn đề xa lạ. Tuy nhiên, vì khác tỉnh cho nên việc thực hiện sang tên đối với chủ xe máy cũng phức tạp hơn. Trong các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi sang tên xe máy khác tỉnh, đó là hồ sơ gốc của xe. Theo đó, hồ sơ gốc là một trong những giấy tờ phải nộp trong thủ tục sang tên xe máy tại địa phương của người mua xe cũ. Như vậy, việc đầu tiên là phải rút hồ sơ gốc của xe tại nơi người bán đăng ký xe. Điều 12 Thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an quy định, để rút hồ sơ gốc, quý vị cần đến công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi xe đã đăng ký, nộp một bộ hồ sơ bao gồm 1. Hai giấy khai sang tên di chuyển xe theo mẫu số 04, ban hành kèm theo thông tư này. 2. Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. 3. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như giấy mua bán xe hay còn gọi là hợp đồng mua bán xe máy cũ được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quý vị còn phải xuất trình một trong những loại giấy tờ sau đây. Thứ nhất, chứng minh nhân dân, trường hợp chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu. Thứ hai, giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan đơn vị công tác kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trường hợp không có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị công tác. Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện hoặc giấy giới thiệu của nhà trường. Phần 3, những câu hỏi thường gặp. Câu hỏi thứ nhất, thủ tục sang tên xe máy như thế nào? Kính thưa quý vị, hiện nay thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh như sau. Thông thường, người bán xe máy cũ sẽ hỗ trợ làm thủ tục sang tên xe, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người mua sẽ phải tự mình thực hiện công việc này. Để sang tên đổi chủ xe máy, người mua xe máy cũ cần tiến hành theo trình tự thủ tục sau đây. Bước 1. Chuẩn bị một bộ hồ sơ sang tên xe máy. Theo Điều 11 Thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an quy định, khi mua bán xe máy cũ, tổ chức cá nhân muốn đăng ký sang tên xe trong cùng một tỉnh thì phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm giấy khai đăng ký xe theo mẫu, giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như là giấy mua bán xe hay còn gọi là hợp đồng mua bán xe máy cũ được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật, chứng từ lệ phí trước bạ là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc xét qua kho bạc nhà nước có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, khi đến làm thủ tục đăng ký sang tên xe thì quý vị còn phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây.
chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu trong trường hợp chưa có chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Hệ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện, giấy giới thiệu của nhà trường. Bước 2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền sang tên xe máy. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, quý vị mang hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 3, thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an, thẩm quyền sang tên xe máy thuộc về công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bước 3. Nhận giấy đăng ký xe mới. Nếu hồ sơ nộp lên đã đầy đủ và hợp lệ, thì công an sẽ đưa cho quý vị giấy hẹn đến nhận giấy đăng ký xe. Theo thời gian đã được viết trong giấy hẹn, quý vị đến lại chỗ công an để tiến hành nhận giấy đăng ký xe mới. Thứ hai, đối với trường hợp sang tên xe máy khác tỉnh. Hiện nay, việc mua bán xe máy cũ khác tỉnh không còn là vấn đề xa lạ. Tuy nhiên, vì khác tỉnh cho nên việc thực hiện sang tên đổi chủ xe máy cũng phức tạp hơn. Trong trường hợp này, quý vị cần tiến hành những trình tự thủ tục như sau. Bước 1. Rút hồ sơ gốc của xe ở tỉnh cũ. Hồ sơ gốc của xe là một trong những giấy tờ phải nộp trong thủ tục sang tên xe máy tại địa phương của người mua xe cũ. Như vậy, việc đầu tiên là quý vị phải rút hồ sơ gốc của xe tại nơi người bán đăng ký xe. Theo quy định tại điều 12 thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an, để rút hồ sơ gốc, quý vị cần đến công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi xe đã đăng ký và nộp một bộ hồ sơ bao gồm hai giấy khai sang tên di chuyển xe theo mẫu số 04 ban hành kèm theo thông tư, giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như là giấy mua bán xe hay còn gọi là hợp đồng mua bán xe, công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quý vị còn phải xuất trình một trong các loại giấy tờ. Giấy chứng minh nhân dân. Trong trường hợp chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì phải xuất trình sổ hộ khẩu. Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thẻ học viên, sinh viên theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện, giấy giới thiệu của trường. Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ sang tên xe máy. Sau khi rút được hồ sơ gốc, quý vị cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây. Giấy khai đăng ký xe theo mẫu, chứng từ lệ phí trước bạ là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc xét qua kho bạc nhà nước, giấy khai sang tên di chuyển xe theo mẫu, hồ sơ gốc của xe mà quý vị đã rút ở bước 1. Bên cạnh đó, quý vị còn phải xuất trình một trong những loại giấy tờ sau đây. Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thẻ học viên, sinh viên theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường đại học. Bước 3. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền sang tên xe. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, quý vị mang hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 3, thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an, thẩm quyền sang tên xe máy thuộc về công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bước 4. Nhận giấy đăng ký xe mới. Nếu hồ sơ nộp lên đã đầy đủ và hợp lệ, thì công an sẽ đưa cho quý vị giấy hẹn đến nhận giấy đăng ký xe. Theo thời gian được viết trên giấy hẹn, quý vị đến chỗ công an để tiến hành nhận giấy đăng ký xe mới. Câu hỏi thứ 2. Hợp đồng mua bán xe có cần phải công chứng chính thực không? Theo điểm B khoản 2 điều 8 thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an, giấy bán cho tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định hoặc chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán cho tặng xe. Do đó, hợp đồng mua bán xe máy phải được công chứng hoặc chứng thực. Cụ thể, theo công văn số 3956 của Bộ Tư pháp, đối với giấy bán cho tặng xe chuyên dùng thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của người bán cho tặng xe thực hiện chứng thực chữ ký của người bán cho tặng xe. Đối với giấy bán cho tặng xe của cá nhân thì người dân có quyền lựa chọn công chứng giấy bán cho tặng xe tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực chữ ký trên giấy bán cho tặng xe. Nếu chứng thực chữ ký trên giấy bán cho tặng xe cá nhân thì thực hiện chứng thực chữ ký tại Ủy ban Nhân dân xã, nơi thường trú của người bán cho tặng xe. Trên đây là những thông tin chi tiết về việc sang tên xe máy cần những giấy tờ gì cập nhật mới nhất năm 2022. Rất mong rằng quý vị đã có cho mình những thông tin hữu ích. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.